Si, re thăng và fa thăng nhá. Thì ở đây, đây anh nhìn này, nhìn cả hai ngón tay anh nó trùng cái vị trí này. Tiếp theo là đây này, thì nó chính ở đây đúng không? Thì đây là nốt gì? Fa thăng. Ở dưới nó là gì? Si, ở đây có si không? Có si, đấy, chính là nốt nước này luôn. Tiếp theo nó lại xuống bên này, re thăng, đúng không? Có re thăng bên kia không? Có đấy. Tiếp theo này, bấm vào đây, bởi vì nó chặn cả này mà. Chứ đây là gì? Phá thăng. Đây là gì? Đấy, đúng luôn. Ví dụ với cái âm hình như thế này nhá, đây là hợp âm pha trưởng đúng không? Thì chúng ta như thế này mà, đúng chưa? Và cái nốt đầu tiên này này, nó là chữ F, nó là nốt pha, thì đây là pha trưởng này. Thế khi anh kéo lên trên này nó là gì? Pha thăng. Tiếp theo, đấy, cứ thế này lên, thế gì xuống nó là gì?